Nó thì đàn chó mình đang dẫn trung tâm tăng ở ngoài sân. Nó còn thợ thì đang cắt cái tường nên rất là bụi. Nên là đàn cuốn được ở ngoài. Còn hôm nay thì mình đi xin cái cây nha đam á để sức tha cho cái da của bé mau lành, bé Mỹ Kim á cả nhà. Đó thì hôm nay xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình đi xin cái nha đam. Đó thì ông bác Bảy ông cho mình xin có 4-5 nhánh hà, 4-5 nhánh mà ông tròn hà luôn nè. Nãy mình bẻ có 4 nhánh bên đây nè. Nãy mình bẻ có 4 nhánh này mà ông cho tới một cây luôn. Rồi một lát mình đem trồng luôn. Đó thì mình bây giờ mình xài 3 nhánh này trước. Ngày mai xài 4 nhánh kia. Bây giờ mình đi rửa cả nhà. Này không phải đồ ăn nha, này đồ cái đồ để làm đẹp nha. Thì cái này mình cũng hay hổm mình hay đắp mặt nạ cả nhà, đắp mặt nạ rồi nè, với hổm bị mình hàn á, nóng quá bị mình đắp cái cho mắt mình nó mau làm da. Còn bây giờ cái trời thì bây giờ nó đang chuẩn bị mưa lớn nè cả nhà. Nên bầu trời nó u ám. Chỗ khác đi, chỗ khác đi. Ôi, để tôi rửa. Ông ơi, mấy ông à. Đó thì mình đang gọt á cả nhà, mình đang gọt á thì mình quay cho cả nhà xem đàn cuốn của mình. Con đứa nịnh mình nè cả nhà. Rồi, nó trèo lên lưng mình kìa. Rồi. Nhột. Cái mùa này mùa nắng nên nó chuyển qua mùa mưa nên cái cây nha đam nó mỏng cơm quá. Nó không được sung. Này không phải đồ ăn nha, đồ cái này đồ làm đẹp nha. Đây cha làm đẹp cho chị chị Mỹ Kim. Chứ không phải đồ ăn. Cái này nấu chè ăn cũng được nha cả nhà. Nấu nước mát đồ uống đồ. Nha đam lô hội rồi đó. Đây. Cảm ơn hiếp em nha. Nó cái sân mình bây giờ mình dọn mình theo mình nói là mình dọn sạch sẽ nha cả nhà. Bây giờ là cái sân mình này là rộng thênh thang luôn rồi đó. Cây là mình đem ra ngoài đường hết. Ừ.
Giờ đàn cuốn của mình chạy tung tăng thoải mái luôn đó. Đó thì trong thời gian mình gọt nghe đam á, mình quay cho bạn các bạn xem đàn cuốn của mình tự do tự tại như ngao đi quậy đi phá đồ đó thì thôi. Nè cả nhà ngó ra đường nè. Tối ngày ngắm cảnh ra ngoài đường, ngắm cảnh phái ra ngoài đường lắm mà mình cho đi từ đứa không dám cho đi lành nhiều. Bây giờ lớn rồi nó đi ra cái nó chạy tung tăng mình dí theo mình mệt. Mà đi mình phải có cái dây mình cột vô tay mình đó, chứ mấy nó chạy cách xa mình mét à, cái nó đứng lại đó mình kêu nó không có vô, lì lắm. Nó gấu xám giờ đang nghiên cứu gì đó. Thợ thì đang cắt rè cái tường á mọi người, để cho đút cái tấm tôn vô nó không bị giọt á. Rồi xong cả nhà ơi, quá đã.